Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội Happy Car. Và thưa quý anh chị, trước mặt quý vị các bạn đó chính là Hyundai Kona năm 2021, một trong những mẫu xe cỡ hạng B được bán chạy nhất ở thị trường ở thời điểm hiện tại. Với Hyundai Kona thì chúng ta đang có rất là nhiều các màu sắc để cho các quý anh chị lựa chọn, như màu đỏ, màu đen, màu vàng cát và màu trắng. Thì tất nhiên Hyundai Kona phiên bản màu đỏ luôn luôn được khách hàng chúng ta yêu chọn, yêu thích và lựa chọn nhiều nhất. Và đã có rất nhiều sự thay đổi ở trong tháng 11 này, đặc biệt về giá khuyến mãi của Hyundai Kona năm 2021 ở trong tháng 1. Vậy nên là em đã cập nhật cho mọi người khuyến mãi lăn bánh ở thời điểm hiện tại ở Hà Nội, tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh ở trong clip ngày hôm nay. Và trước khi clip bắt đầu thì mọi người đừng quên rằng ấn giúp em nút đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh ngồi nha, để ủng hộ đội ngũ có thể ra được nhiều clip hay hơn nếu quý anh chị chúng ta chưa làm điều đó. Đầu tiên thì em sẽ cập nhật cho mọi người trước, đó chính là Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn đó. Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có mức giá khuyến mãi là 572 triệu đồng, đã giảm rất là nhiều, khoảng tầm 50 triệu so với giá niêm yết là 624 triệu. Với những phiên bản mà ở thời điểm hiện tại thì phiên bản tiêu chuẩn đó, chúng ta có rất là nhiều các tính năng mà một lát nữa Quyết sẽ so sánh cho mọi người. Từ phiên bản tiêu chuẩn tới phiên bản đặc biệt thì phiên bản đặc biệt có hơn gì so với tiêu chuẩn. Còn quay lại phiên bản tiêu chuẩn lăn bánh được ở Hà Nội thì mọi người chuẩn bị giúp em tiền thuế 12%, tiền biển 20 triệu, phí đăng kiểm, phí sử dụng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Thì tổng cộng giá trị lăn bánh của chiếc xe này của chúng ta là 670 triệu đồng. Còn nếu quý vị và tất cả bạn chúng ta đang ở tỉnh thì mọi người cộng thêm giúp em tiền thuế là 10%, tiền biển là khoảng từ 500 cho đến 1 triệu thôi, không quá nhiều. Thì tổng cộng giá trị lăn bánh sẽ là 643 triệu. Để em xin được nhắc lại là Hà Nội là 670, còn ở tỉnh là 643. Còn anh chị nếu mà chúng ta muốn vay trả góp thì hiện tại đại lý đang có chương trình vay từ 10% cho đến 80%, tối đa 80% giá trị chiếc xe. Thì mọi người chuẩn bị giúp em là 120 triệu tiền xe và cộng thêm cho em khoảng tầm 80 triệu nữa nếu quý anh chị chúng ta ở Hà Nội nha. Thì khoảng 200 triệu quay trở lại là chúng ta đã sở hữu chiếc xe này rồi. Tiếp theo là phiên bản Hyundai Kona phiên bản đặc biệt có mức giá bán ở thời hiện tại là 632 triệu đồng, nghĩa là tăng nhẹ so với phiên tháng trước đó. Thì tháng trước có khuyến mãi nhiều hơn, tuy nhiên thì tháng này nó khuyến mãi tương đương thôi, nó không có quá nhiều chênh lệch đâu. Tất nhiên ở mỗi thời điểm sẽ là khác nhau. Vậy thì chúng ta cũng đã giảm so với cả giá niêm yết là từ 685 triệu xuống còn 632 triệu đồng. Đó cũng là một con số hết sức là hợp lý đúng không ạ? Và lăn bánh đối với quý vị các bạn chúng ta đang ở Hà Nội thì sẽ là 737 triệu đồng. Còn quý anh chị chúng ta đang ở tỉnh thì sẽ là 706 triệu đồng. Vậy thì phiên bản Hyundai Kona phiên bản đặc biệt ấy, thì có hơn gì so với phiên bản tiêu chuẩn? Thứ nhất là chúng ta sẽ có thêm một số các cái tính năng đặc biệt hơn. Đầu tiên chúng ta cần phải nói tới đó chính là chức năng. Chúng ta sẽ không có cảnh báo chúng ta sẽ có thêm cảnh báo điểm mù đối với phiên bản đặc biệt, hay là cảnh báo va chạm này. Đó là những cái tính năng an toàn mà chúng ta sẽ hơn so với cả phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra thì cụm đèn trước sẽ là đèn LED, đèn của bản tiêu chuẩn là đèn halogen thôi. Hay là chúng ta sẽ có thêm ví dụ như là màn hình 7 túi khí, hoặc là một số các tính năng khác đi kèm. Tiếp theo thì em sẽ chia sẻ cho mọi người phiên bản cuối cùng, đó chính là phiên bản 1.6 turbo, phiên bản máy xăng. Phiên bản này thì chúng ta đang có mức giá khuyến mãi rất là tốt, 680 triệu sau khi mà chúng ta đã trừ hết tất cả khuyến mãi đi, so với giá niêm yết là 735 triệu đồng. Thì phiên bản này chúng ta đã khuyến mãi đâu đó khoảng tầm 55 triệu đó, 55 triệu cụ thể 55 triệu. Thì đây là con số rất là lớn từ trước đến nay của Hyundai Kona. Với Kona so với tháng trước và tháng này thì không có sự chênh lệch nhau quá nhiều. Và để lăn bánh được đối với phiên bản Hà Nội với phiên bản 1.6 turbo thì sẽ là 795 triệu đồng. Có những quý anh chị chúng ta đang ở tỉnh ấy, thì mọi người cộng thêm tiền thuế và tiền biển là 10% và khoảng 500 cho đến 1 triệu tiền biển thì sẽ là 764 triệu đồng. 764 triệu đồng cả nhà nhá. Thì sở hữu cái phiên bản turbo này chúng ta sẽ có thêm cái cửa sổ trời. Ngoài ra thì ghế lái chỉnh điện này, chúng ta sẽ có thêm để nổ start stop hay là chìa khóa thông minh smart key.
phanh tay thì tất nhiên chúng ta vẫn sử dụng một phanh cơ thôi. Tuy nhiên á, cái vành của chiếc xe này sẽ là vành 18 inch. Mọi người nhớ rằng Hyundai Kona sẽ dẫn động cầu trước mọi người nhé. Và treo trước sẽ là treo độc lập và treo sau sẽ là thanh cân bằng. Với những cái thay đổi ở trong tháng 11 này thì hy vọng rằng những cái thông tin mà em muốn chia sẻ dành cho quý anh chị thì mang lại nhiều cái thông tin hữu ích. Và nếu mọi người đang có nhu cầu về đặt hàng đối với chiếc xe Hyundai Kona năm 2021 ở trong tháng 11 này thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá mới nhất của Hyundai. Và em sẽ cam kết rằng báo giá sẽ là tốt nhất dành cho quý anh chị để chúng ta có thể mua được xe. Yên tâm rằng là đến với cả đại lý bên em thì bên em sẽ bán giá tốt nhất và cạnh tranh nhất cho các anh chị. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi và hãy cùng ngắm nhìn lại khoang nội thất của chiếc xe Hyundai Kona phiên bản đặc biệt này. Cảm ơn anh chị đã theo dõi trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện thoại hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất.